chợ Tết đây. Giờ chợ Tết này ngồi cả ngày rồi, đúng nhỉ? Ngồi cả ngày. Đang khu vực đằng kia là nhường hết cho hoa hoa rồi. Đấy, cây thế bonsai là chỉ có chỗ này thôi, nó không nhiều đâu. Mọi thứ đổ cái cơm áo vào tiền đào quất hoa hết. Đấy, bây giờ mình vẫn cứ trung thành với cái cây cối này thôi. Tí nữa làm thiếu hoa thì làm. Được các bác nhỉ? Để xem mấy cây của bố nhạn cái đã. Xong rồi mình tiếp. Mở hàng được cây rồi. Đấy. Si này là si này là báo giá mấy đồng ạ? Cây báo giá 4 triệu. 4 triệu. Đấy, lại cứ hỏi bố thôi. 4 triệu. Đấy. Không lại lâu lâu không vào vườn phải về vườn cái. Vườn vườn bây giờ nó làm đường ngon rồi chứ. Này tao này, không ra lộ đường nhỉ. Không được đâu. Thích không? Đúng không? Đấy. Nguyên là ăn một bát cây bỏ giả rẻ quá. Nguyên đang lợi lần trên lợi 100 triệu. Ngày hôm qua kia báo bỏ bỏ đúng về mua hồ em cái có về tuần nước mắt. Này được. Cháu hồi này có gặp mấy đâu? Tết nhất này dự án gì hết. Đấy, tai chuột. Thì tai chuột. Bên này mộc thơm thế nhỉ? Mộc. Mộc vẫn mộc lai xong nhưng mà thơm thế. Thì gì nhỉ? Nhưng quên mất tên núi Gia Bì. Gia Bì là ba tiền này. Từ dưới. Gia Bì. Cái này trồng trong nhà tốt lắm á. Đuổi muỗi biết thấy bảo thế mình chả biết có đuổi muỗi không. Đấy. Ông ngồi trên đá này là ba tiền đấy ạ. 4 đồng. Đấy. Giờ là nhường hết cho hoa rồi. Hoa quất đào. Đi xem cây được. Đây, thế còn ông này. 4 đồng. Quê. Thì nó quay mặt sau này. Đây nha, đây là một ông 4 đồng đấy nha. Đón được mà đưa gái đi không? Tiền đấy. Đây là. Đây là làng khác mất lưng. Hôm nay búp hồng ngay nhỉ? Quái già. Búp hồng. Cây ấy cây da, cây đỏ, búp hồng. Trong nhà cũng ít. Quá non quá. Bố là còn mấy khóm tre hay quá nhỉ? Còn mấy khóm tre hay quá nhỉ? Ừ. Bao tiền một khóm? Khóm to này là bán giá thì khóm nhỏ này 700. À, 700. Số cá thì bán được hết rồi. À thế à? Chiều dưới rồi. Bán rồi à? Ừ. Nhanh đấy. Hay quá nhỉ? Chiều dưới. Hay quá. Đấy, bao giá loạt rồi. Đây này là bán cho khách rồi. Xương cá. Xương cá đồng dưới. Khai thác. Xương cá đồng dưới. Này là 700. Tre là 700. Quán này 850. À triệu rưỡi. Tre đấy. Tre thánh giống. Và phải trang hợp lý. Đấy. Cái còn cụ này là bao nhiêu à? Cụ này bao nhiêu bác ngàn? 10 triệu. 10 triệu. Đấy. Con này buổi sáng là bán mở hàng mà nói chung bán rẻ mà 500. À đây à? Ừ. Đây là bán từ 2 triệu lên. Ồ.
này gốc gì đấy chú? Xương cá cháu ạ. Xương cá. Xương cá. Con này có chủ rồi. Đấy. Chân châu, xanh châu. Chân châu, canh châu. Chân châu dáng quạt châu đồng. Châu đồng. Chân châu dáng rồng, dáng rồng đấy, 500 nghìn. Mẹ già tam đa đấy. 1 triệu. Mẹ mẹ rừng rồi. Mẹ rừng. Đấy. Đấy. Để mua à, để mua chậu, tới trước cho mua chậu. Hay quá. Đấy. Mua chậu. Quẹ nhỉ? Ở đây được. Đấy, đây một tí sung. Bằng cái chút là được rồi. Mua một chậu ở đi đo. Đai chuột. Đai chuột. Làm đẹp được. Thôi mà làm chục. Tay to thì làm lâu. Đó, làm lâu. Không xương cá nhanh lắm. Nó lên mầm nhanh. À, một cái là cắt liên tục. Ô giờ này. Ở đấy cứ chiều dài 60 ngang 45 là đẹp. Hả? 40 đồng xanh đấy, 40 60 là đẹp. 4 đồng. Đây ở nhà trong chậu lột ra, 4B nó nặng. Với cả cái chậu nặng quá, chậu xi măng không chơi được. 60 đấy, 40 60 là hợp lý. Nhưng mà nó có cái loại 65 càng tốt, càng rộng với tí càng đẹp. Đấy, 65, 70, 70, 45 đẹp. Còn như rồi, hai ông kia lấy cây ra là hai ông ta biết đéo ai mà lấy cây. Rồi, chờ Tết này, chấp nập. Đây. Có xe ở đây anh bê cho, có xe vào đây, có ô tô vào đây không? Không. Có ô tô vào đây, bê hoa. Cho gì? Có cho xe máy nào đặt vào đây? Các loại hoa. Xe máy thì thoải mái. Bên này nó mới nhiều rồi. Đấy, bắt đầu vào trong chợ. Đây là chỉ là ven ven cổng thôi nhá. Để bán bonsai thôi. Đấy, bắt đầu đào quất rồi lan được cứ đi dọc sau này vào. Quất đi kìa. Nhưng mà nó ba cánh. Nó ba cánh. Có diện tích là 7 quất nào hết. Có tí thôi. Toàn lá ba cánh. Đây này, anh ngày xưa. Đây anh vừa rồi anh đi làm này này em. Chỉ có bờ xanh bốc hồng. Nếu mà cái này của anh là anh này. Bỏ đây này, lấy một cái cây là điên này. Cây rồi này. Không bán. Đó. Cứ qua cho 40-45. Mộc thơm quá. Mộc thơm. Mộc thơm ngát. Làm đôi này chơi Tết thì thơm. Thơm. Thơm vô cùng. Thơm vô cùng. Wow. Đây, hàng đấy hết hả bà? Của tao. Mộc là bao tiền cây đây? Thế còn đỗ quyên này? Hả? À? Đỗ quyên 500 cây đỗ quyên. Đẹp kia ta đấy. Đẹp kia Tết đấy đúng không? Bạch. 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 Bạch.
Đấy, sang bên chỗ hoa thì hoa thì đấy. Hoa đẹp quá nhỉ, và xem cái chỗ hoa này và phát chậu này bao tiền đấy? Đấy 700. Chậu kia là trứng đúng không? Chậu trứng nhưng mà nó là hàng bụi thì nó 800, còn đây là gốc bằng sao. Đây là cái này bằng nhau đúng không? Bụi là rẻ hơn. Rẻ hơn mà là 700 mà ấy lại là... Đây nó là hàng bụi, hiểu chưa? Không ý là biết rồi, nhưng mà cái này vẫn đang rẻ hơn. Cái này là tiền bằng nhau chứ. Ừ, nhưng đang rẻ hơn như thế. Cái này là 700. Còn cái kia là 800. Rồi, biết giá. Được không? Rất là thích, trứng, như trứng thật. Đầu trứng. Đó, bụi. Này thì nhiều nụ về Tết vui này. Nhiều nụ cũng quê Tết ở vườn. Đó. À, vậy. 700. Xanh nụ xiếc. Mộc nước đây. Ở bên này rất nhiều. Đấy, bắt đầu đi vào trong chợ cũng nha, nhường chỗ cho hoa vào quất hết rồi. Chợ ăn Tết rồi. Mọi nghệ nhân gì cũng đều đi bán nha. Vào quất Tết hết. Đấy, chim mai bắt đầu vào đi, chim mai. Chim mai. Để vào xem thế nào các nhé.